chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự đồng hành của Tôn Đông Á. Trong mỗi một tập của chương trình, chúng ta sẽ được gặp gỡ 4 người chơi. Họ sẽ hát không phải vì ước mơ của riêng họ, mà là vì ước mơ của người khác. Hãy cùng cất cao tiếng hát, lấn át khó khăn cùng với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Còn bây giờ hãy cùng Ốc Thanh Vân làm một công việc quen thuộc quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng chào đón hai vị giám khảo của chương trình. Giám khảo ca sĩ Cẩm Ly. Giám khảo nghệ sĩ Trấn Thành. Có rất là nhiều những cảm xúc khác nhau sẽ đến với chúng ta trong chương trình này. Và bây giờ tôi tin rằng cảm xúc của mọi người cũng sẽ thay đổi đây. Đặc biệt là một ai đó đang ngồi phía trước mặt tôi. Có những nhân vật họ bước ra đây và họ có thể làm cho một con người nào đó tim đập nhanh hơn, não suy nghĩ nhiều hơn. Bây giờ tôi chỉ có thể nói được tới đó mà thôi. Còn cái điều gì đó là điều gì thì sẽ để cho quý vị khán giả tự khám phá. Hãy để cho người ấy xuất hiện ngay tại đây, trên sân khấu này. Hãy dạy cho em cách yêu một người, dạy em tìm hạnh phúc không buồn đâu. Người vẫn thế, yêu rồi lại xa, thế gian thật vội vã biết bao nhiêu. Vài hôm yêu đã nói chia tay, để lại người con gái luôn khổ đau. Rất ngọt ngào nhưng nhớ rằng đàn ông hay lừa dối. Chớ nghe lời nói con tim nó mù quáng, dại dột như thế gian. Là con gái ai đừng chớ tin lời ai quá vui vàng. Lỡ ngày sau chia tay đau nhiều lắm. Là con gái ai đừng chớ xem ra đối phương luôn vì ai. Lời nói dối luôn được giấu che bằng những cánh hoa hồng, bằng nụ hôn, bằng những lời xin lỗi. Đời con gái sẽ hạnh phúc khi tìm thấy được một người yêu chân thành, dám hy sinh cho mình. Harry, dạ. Chào em. Dạ chào chị. Hôm nay em đến đây em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy có cái gì đó nó vui vui. Dạ. Chị chưa cảm thấy có gì đó vui vui. Em thấy cái mặt nhìn mặt ổng là em thấy vui vui rồi. Harry có xem chương trình Hát Mãi Ước Mơ chưa? Dạ em có. Harry cảm thấy đây là một chương trình như thế nào? Cái chương trình này làm cho em phải suy nghĩ rất là nhiều thứ. Là giống như hồi nhỏ em đã suy nghĩ là mai mốt mình lớn lên thì mình sẽ giúp người này người kia. Tại vì hồi nhỏ em cũng sống hoàn cảnh rất là khó khăn. Nhưng lâu lâu mình lại mình bận rộn xong mình ngày nào cũng sống rồi thì tự nhiên một hơi thì mình tự nhiên quên là hồi nhỏ mình đã nghĩ cái gì. Mà bây giờ thì mỗi lần em nhắc lại để em có thể sống lại giống như hồi xưa em đã suy nghĩ. Chị hiểu không chị? Chị nghĩ là chị dạ. có khả năng hiểu nhưng mà chị không thể kiềm chế được cái gương mặt của chị nãy giờ. Dạ. Chị xin lỗi em chia sẻ về một điều rất sâu sắc nhưng mà chị bị mắc cười. Là lý do cái cách mà đặt câu của em á, dạ. nó ngộ nghĩnh lắm.
mà nó đáng yêu mà nó cũng lạ lùng lắm. Tức là chị đang khen em phải không? Ờ, dạ, dạ, cảm ơn chị đó. Dạ, cảm ơn chị. Không, em thì thật sự lúc nào cũng nói nghiêm túc nha, nhưng mà ai cũng mắc cười. Đó là cái khổ đó, nhưng mà cũng là cái sung sướng của một ai đó khi sống gần em đó. Dạ đúng rồi, bởi vì ông này suốt ngày nói em khùng á. Vậy mới sát vô mới hợp. Rồi bây giờ chị mời em về cái ghế của em nha. Vâng. Hãy cùng đến với vòng đầu tiên được mang tên Ước mơ. Trong vòng này chúng ta sẽ được gặp gỡ 4 nhân vật tham gia chương trình ngày hôm nay. Họ sẽ xuất hiện trong những đoạn video clip. Họ sẽ kể cho chúng ta nghe về cuộc sống của họ cũng như ước mơ của họ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón nhân vật đầu tiên. Trước tiên là qua những hình ảnh ngay sau đây. Tôi tên là Dương Văn Gấm, năm nay 67 tuổi, quê quán ở huyện Lệ Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Tôi phiêu bạt lên thành phố Hồ Chí Minh đó là tá túc tại cái chùa Tự Hạnh đó, làm công quả kiếm con trai rồi. Hiện giờ đó tôi sẽ chở hàng, coi như ngày cũng được 50 ngàn, nó mới có tiền để gửi về quê cứu cho em nó nghèo khổ bệnh hoạn ở dưới đó. Anh Gấm là anh của tôi, tôi bán xôi. Cô nghỉ khoảng mười mấy 20 ngày rồi, tại chiếc xe của cô hư đó, rồi cô không có tiền sửa, rồi dắt tối đi gửi tô cho nhỏ cháu, đặng kiếm ăn mót tiền để sửa chiếc xe. Ảnh mừng thì ảnh có tiền thì ảnh cũng cho, đặng mà tiếp tiền tiếp đặng đi trị bệnh, bác sĩ khám là tôi bị tim với huyết áp bị khớp. Nhiều khi ảnh về ảnh nói muốn dẫn đi thành phố trị bệnh mà tại không tiền. Thấy ảnh mình mà vật vã ở thành phố, kiếm từ đồng thì cắt về lo cho em. Nhắc đỡ thì thương ảnh mình. Thấy ảnh vậy tội nghiệp nên giờ không dám than thì gì hết trơn. Than thì sợ ảnh mình là chết. Gán mà lo rồi nhiều khi dằn nắng dằn mưa ở bệnh. Không phải anh không thấy, nhưng điều lắng lo của em mỗi ngày. Cũng không phải anh không lắng nghe em sẽ chưa. Có dịp này đó tôi cũng đăng ký vô để mà ca hát, hy vọng rằng ông bà phước mặt thì cho có giọng hát cho nó khỏe chút, đặng lấy số tiền đó gỡ về cho em út. Cả thế giới anh đang mang vác trên vai là của riêng mình em. Thì đành đôi ngã chia ly, chớ đơn u sầu làm chi. Anh hỡi duyên tình, dù lòng thương đau, nhưng lòng ta mãi yêu nhau cho thời giang không uống. Em ơi em ơi, xuân về nào có đâu xa. Nếu mà mỏi gối bôn ba, ta về nối lại tình nhau.
chào chú ạ. Chú ơi, chú vừa hát một bài hát mà lời bài hát nó buồn quá. Mà con thấy chú hát nhìn chú cũng rất là buồn luôn. Chú run quá. Chú run quá hả chú? Tim nó đập mạnh. Trời ơi, thương chú quá, chú nói chú run quá, tim chú đập mạnh quá. Con muốn hỏi về gia đình của chú, gia đình riêng của chú á, là từ trước tới giờ là chú có gia đình chưa ạ? Dạ có rồi mà, nhưng bà xã đi nước ngoài đó. Ủa rồi vợ của chú đi như vậy rồi á, rồi sau đó không có liên lạc về hả chú? Có chồng khác rồi, đâu có còn liên lạc hệ gì nữa. Chú có con cái gì không ạ? Có đứa con nó hy sinh rồi, đó nó đi bộ đội mất rồi. Mà nghe rất là tình cảm, mà đúng là cái lời bài hát nó rất là đau lòng. Em ơi, có ngờ đâu rằng khúc nhạc chưa tàn mà vội xa cách. Em ơi, đôi ngả biết tìm về đâu. Bản thân Harry người nước ngoài mà còn Harry cảm thấy đau tim thì đúng là đau thiệt. Mà thật sự ra mà nói á, cái giọng hát của chú nghe là thấy cái con người từng trải và có những cái nỗi đau bên trong. Chú ơi, con thấy cái xe của chú hiện nay là nó gần hư hết rồi. Nó có ổn không? Chú chạy nó có ổn không? Chú vừa rồi chú có sửa lại đó mà nhưng giờ này nó cũng sắp sửa hư nữa. Mà bây giờ con nói thật với chú là vậy nè, yên tâm hát, hát hay lắm. Yeah. Hát mà không vô dòng trong, Trấn Thành có quà riêng cho chú. Yeah. Cảm ơn. Cái này là con nói thiệt, ít nhất là con sẽ tặng cho chú một chiếc xe. Yeah. Xe gì tính sao dạ? Có dịp hôm nay đó mới nhìn được những cái khuôn mặt. Nhưng mà chú nói thiệt đi, là con có đẹp hơn trong TV không? Ở ngoài hình như là đẹp hơn đó. Dạ không chú. Cảm ơn chú ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ nhân vật thứ hai trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng gặp chú ngay bây giờ. Tôi tên là Lý Văn Phước, năm nay là 56 tuổi. Nghề nghiệp của tôi là làm bảo vệ. Làm một tháng 3 triệu thì ăn thua mình gói ghém nhau rồi sống thôi. Mấy năm rồi chủ nhật á tôi làm được nửa buổi, thành ra còn cái giấc trưa đó, nửa buổi chiều á là tôi lên đây chơi với hai chồng của cô dân lên đây coi cũng như là anh em vậy đó. Mai đi xa quê hương, chú Phước xuống hát là để giúp cho hai vợ chồng tôi, để chồng tôi chữa bệnh mà không may vợ chồng tôi qua đời. Kiếm có mấy chục ngàn thì người ta kêu rửa chén hay là dọn nhà hay gì á. Cô thì cô không có con, chỉ có hai vợ chồng của chú mất rồi thì nó càng túng thiếu thêm. Hồi chú còn sống chú nói với tôi chỉ có tôi lo cho bà thôi, đến khi tôi mất bà khổ lắm không có ai lo. Tôi sẽ ráng cố gắng hết sức để giúp đỡ cho cô dân, để mà có cái nghị lực để cô dân sống tiếp. Tình bạn thân giúp tôi được nhìn sáng đỏ bên kia sông hồ, người ta đang tưng bừng đón dâu. Gọi đò ơi, cớ sao không có ai đưa đò
rằng con gái nhớ mong mình về. Ngày đi em đưa tôi qua đó chiều, em hứa bao điều mãi đời chờ nhau, nhưng mà sao em lại quên. Son câu thề mà người xưa bỏ bên theo dầu. Ta ơi, ai đưa tôi qua đò chiều cho nhắn đôi điều đến người mình yêu. Tiếng họ ai nghe buồn thiu. Mai đi xa quê hương, mang trong tim yêu thương viên tình. Thiên tha hôm nào mà giờ đây như nước qua cầu. Gọi đò ơi, gọi đò ơi, đò ơi, đò ơi, đò chú ạ. Dạ, chia sẻ với quý vị khán giả một chút là lúc mà chương trình đến để mà quay hình chú á, thì chú nói là chú muốn giúp đỡ cho người bạn của chú á, là lúc đó người bạn của chú là vẫn còn sống buổi sáng, nhưng mà đến tối á, là chú mất ngay tối hôm đó luôn. Nên thật sự là có nhiều thứ đúng là không đỡ được. Con hỏi là chú với bạn chú là làm bạn bao lâu rồi ạ? Dạ là cũng được khoảng chừng 7-8 năm. Cái quý là chú đi làm suốt cả tuần đó, đâu có thời gian nghỉ ngơi đâu mà có thời gian nghỉ, mà đều đặn là cứ chủ nhật là lên thăm bạn. Thành ra nó tạo nên một cái sợi dây liên kết. Tại vì con thấy hồi nãy chú hát á, cô ngồi dưới cô xúc động lắm. Cái tiếng hát chú mà không có tình cảm là cô không có khóc nhiều như vậy. Con thấy chú hát cái bài Gọi Đò quá xuất sắc. Giọng chú rất là khỏe. Cái mà gọi đò ơi, gọi đò ơi, nghe nó da diết. Gọi đò ơi, gọi đò ơi, ai đưa tôi qua đò. Ơi hỡi đò ơi. Trước tiên là chúc mừng chú hát rất là tuyệt vời. Hát vào những lúc nào chú? Làm nó rồi có vừa làm vừa hát không chú? Dạ không, tại cái chỗ đó là nó nghiêm túc lắm. Chỗ mà nó dạy anh văn nó khó lắm, nó không có trò đâu. Dạy anh văn cái tự nhiên đứng ngoài kia gọi đò. Nhưng mà chú yên tâm, tại vì giọng hát của chú quá hay. Dạ. Khỏe lắm, nó vang mà nó vang rộng mà nó rung rất là đẹp luôn. Chúc mừng mà cũng như chào mừng chú đã đến với chương trình này. Cảm ơn bà Nhân Gạo. Dạ cảm ơn chú ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ một nhân vật nữa. Đây là một chàng trai rất đam mê nhạc rock. Chúng ta sẽ cùng xem nhé. Mình tên là Quang Nhất Thành. Rock là mình xem như nó là một ân nhân cứu mạng của mình. Lúc đó là mình bế tắc về rất là nhiều phương diện. Rock nó tạo cái nguồn sống để mình tiếp tục. Ước mơ của Hào là được trở thành một nhạc công đánh trống chuyên nghiệp. Và Hào muốn được đứng ở sân khấu lớn để có thể biểu diễn cho mọi người xem về tài năng của mình. Tình cờ trong một quán cà phê, mình với Ben thì ngồi chơi, sau đó là gặp Hào. Hai người bạn cũng có chung cái đam mê của mình. Thấy Hào đánh hay quá. Rồi từ từ chơi với nhau, rồi đi diễn chỗ này chỗ nọ. Thành thì đàn hát, còn mình thì đánh trống. Hào khó khăn trong cuộc sống nên cũng khó, rất là khó để nuôi đam mê của mình. Ở nhà thì với hai ông cháu sống thôi. Ba mẹ cũng ly thân nhau. Hào muốn nhắn là ba và mẹ về với cái gia đình nhỏ này để xây dựng lại cái tình thương ở gia đình này.
Mình tham gia với mục đích là mình muốn giúp đỡ anh Hào về kinh tế. Vì thấy là Hào khó khăn trong cuộc sống nên cũng khó, rất là khó để nuôi đam mê của mình. Trong đêm ánh mắt rưng rưng, mái tóc pha sương bà theo tháng năm, nhắm mắt cho qua những giấc mơ xưa, những đứa con thơ giờ đây quá xa lạ. Chim chóm yêu thương ngày xưa bên bếp hồ, con vui đùa giờ đây như đã ngủ mê, con mê dài không quay về. Quang Nhất Thành. Bạn Hào có ở đây không bạn? Dạ có. Mời Hào. Xin chào mọi người đón khảo. Hào nè, bạn thân của Hào á đang muốn làm một điều tốt đẹp dành cho Hào. Hào nghĩ như thế nào về người bạn của mình? Em rất là xúc động khi mà nghe một cái tin là anh Thành sẽ dự thi một cuộc thi để giúp đỡ cho việc học của mình và cái đam mê của mình, thì rất là mừng, rất là xúc động. Vậy sau khi em học xong lớp 11 em muốn thi vào ngành gì? Thật sự thì từ nhỏ em cũng có ước mơ là được trở thành một tay trống chuyên nghiệp. Cũng là hướng theo con đường nghệ thuật rồi. Dạ đúng ạ. Cho anh hỏi là tụi em bây giờ thu nhập như thế nào? Thu nhập thì lúc trước em có theo diễn với Ben, với anh Thành, thì một tháng cao nhất của em thì cũng 6-700. Vậy thì ngoài 6-700 thì ở nhà có ai lo cái việc mà trang trải cái cuộc sống không? Ở nhà chính của em thì có ông nội và em, nhưng mà ông nội thì cũng bệnh tật nhiều lắm, cho nên là em quyết định là mình dùng tài năng của mình để mình đi hát, để mình kiếm thêm. Chị hy vọng rằng qua chương trình này ba mẹ có thể xem, có biết được cái nguyện vọng của em, và hy vọng sẽ có một phép màu đối với em. Harry thấy là ngày hôm nay Thành đã thể hiện bài hát này như thế nào? Harry nghĩ là chắc là do trẻ và có cái tính nghệ sĩ tí, cho nên bạn này khi hát thì không phải là đứng hát đơ, mà là hát mà cũng có biểu diễn tai rồi ánh mắt này nọ, thì em thấy hơi đánh giá cao cao bạn Thành. Cái đoạn đầu cái bài này đó nó quá thấp và các nốt gần như là nó ngang ngang nhau, cho nên rất là khó nghe. Khi em hát cao á, em bắt đầu phá giọng hát rớt á thì mới nghe được rõ. Nhưng mà theo chị á thì hồi nãy á là chất thì có rồi, nhưng mà nếu được vào vòng trong mà hát và bốc rót nữa thì phải máu một tí xíu nữa nó mới ra nghe em. Máu lửa lên. Quyết chiến với Thành vì tình bạn của chúng ta đúng không? Cảm ơn hai bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ nhân vật thứ tư tham gia chương trình ngày hôm nay. Chú đã trải qua nhiều biến cố, nhiều nỗi đau, và chú mong muốn là những gì mà mình có được ở tuổi xế chiều này sẽ chia sẻ với những người còn khó khăn hơn. Chúng ta sẽ cùng gặp chú. Tôi tên là Trần Quốc Thái, sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Thật ra lúc mà đang làm ăn ấy
vợ tôi bị bệnh, đưa đi chữa đi bệnh viện ung bướu rồi các nơi các thầy các sĩ rồi chữa. 6 năm thì bà xã tôi mất. Đã lỡ nói chia tay cùng mẹ, mà sao anh không yên bình trong cõi lòng. Mình thấy là vợ mình đã cảm giác được cái nỗi đau của cái người ung thư. Mình đã biết vợ mình nó như vậy, hàng ngày mình tiếp xúc, mình chăm sóc. Thế là tôi mới tham gia vào cái nhóm nhạc từ thiện. Cái nhóm nhạc từ thiện của chúng tôi đó là đi vào bệnh viện ung bướu hàng tháng tổ chức cái đêm nhạc. Có rất nhiều bệnh nhân nhưng mà cái duyên của mình là đến với bé Hòa. Người lớn bệnh ung thư đã thương rồi, mấy đứa bé thương lắm. Con là Phương Thị Hòa, hôm nay con 18 tuổi, là em đang điều trị tại bệnh viện ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Em bị bệnh đã 5 năm rồi. Cha mẹ phải bỏ quê mà đi vô đây mà lây lất làm ăn để mà nuôi bệnh cháu. Nhà trọ nó nhiêu đây thôi, khoảng chừng 10 mét vuông mà ba đứa con gái, hai vợ chồng. Ai cha trai gì bán không? Tháng 5 2011 có là chị nó mổ tim, xong là bé tháng 6 là bé bệnh như vậy nữa. Là cũng như là ông trời ông giáng xuống nhà chị như là muốn sập nhà vậy luôn á. Mấy năm về trước thì bé là còn có vay lấy kim, mà sau này là thời gian em nó bị trầm cảm hơn với kim luôn á, tại vì nó không còn có vay rồi, nó cháy mới nó chai hết trơn. Trong lòng mình nó đau tổn khúc cuộc như vậy đi, mà mình cũng phải ráng một chịu. Sao trên cao thả mình trong đêm thôi không. Em nhớ bạn bè với lại nó thật luôn. Nói chung là cái gì ở quê cũng thấy nó rất vui lắm. Ước mơ của cháu thì nó rất là đơn giản. Trước thì mong hết bệnh, nhưng mà bây giờ không mong hết bệnh nữa, chỉ mong là không đau nhức, chỉ khỏe khoắn, làm gì đó để cho cha mẹ mình đỡ phải lo. Thương em
mênh mông chân trời lạ, bơ vơ chốn xa rồi. Vắng em đời còn ai với ai, ngất ngây men rượu say. Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ, cô đơn cùng với tôi về. Chú ơi, tại sao hôm nay chú lại quyết định chọn bài hát Một Mình để thể hiện trong chương trình ạ? À? Cô bé này nó bị ung thư 6 năm rồi, hóa trị 33 lần và xạ trị là 15-16 mũi. Nó cũng đồng cảm với bà xã mình cũng bị ung thư và mất 6 năm sau thì mất. Quay lại cái bản thân mình, nó cảm giác một cái trống vắng, thì ra mình chọn cái bài Một Mình. Chú cũng sợ hôm nay là chú hát không nổi, thì ở nhà có nghe, có tập, thì tới lúc mà đêm nay em lại một mình là nghẹn không hát nổi. Bao đêm tôi đã một mình nhớ em, đêm nay tôi lại một mình. Chú hát là chú cũng hoài niệm về bà xã chú. Còn con thì lại nhớ đến cậu mình. Giờ cậu cũng nằm một chỗ rồi, mà cậu thì rất là thường hát bài này. Con xin hỏi chú chút là cuộc sống của chú hiện nay như thế nào ạ? Thì hiện nay lương hưu tháng khoảng 4 triệu vậy thôi. Còn con gái thì nó làm được thì nó cho thêm, không thì thôi mình. Mà cái có cho thường không? Có bốn đứa gái thì có một đứa có gia đình. Bốn người con gái, trời ơi chú ơi, đây là tài sản lớn nhất của chú. Mà lâu lâu gửi về nhẹ nhẹ thôi cũng được, là bốn sắp. Mình sẽ nói về vấn đề chuyên môn về bài hát và giọng hát của chú ngày hôm nay. Đúng. Con nhắc chú này để chú, nếu mà chú để ý được thì là vòng trong chú hát sẽ ngon lành hơn. Là cái đoạn đầu á, cái nhịp đó là nhịp lơi. Thì chú hát rất là tốt cái chỗ đó. Nhưng qua đoạn sau thì nó là cái nhịp, nó là nhịp đúng. Đúng rồi, chú có hơi bị trễ tại vì nhiều khi hát karaoke này nó phải rành. Còn không rành thì cứ đợi cái chữ nó chạy mới hát thì nó lại bị chậm một nhịp. Đó. Cái nào mà vô nhịp á là mình cứ hát đúng nhịp thì nó sẽ nghe nó gọn hơn, có đừng hát rải quá thì nó uổng nha chú nha. Rồi, cố lên. Cảm ơn ban giám khảo. Thưa quý vị khán giả, bốn người chơi của chúng ta đã trở lại sân khấu để chờ đợi phần công bố kết quả của vòng thi đầu tiên, và trước khi đến với phần này hãy cùng thư giãn trong một vài phút. Và bây giờ sẽ là phần công bố kết quả dành cho bốn người chơi của chúng ta ngày hôm nay. Và điểm số của họ sẽ được quyết định bởi hệ thống máy chấm điểm tự động. Chú Dương Văn Gấm, chú Lý Văn Phước, bạn Quang Nhất Thành và chú Quốc Thái. Ai giữ số điểm thấp nhất sẽ phải tạm biệt chương trình. Số đã dừng lại, như quý vị cũng đã thấy thì hiện nay chú Dương Văn Gấm đang giữ số điểm thấp hơn so với những người còn lại. Điểm số của chú là 72 điểm và chúng ta sẽ cùng nhân với 100.000. Như vậy cũng có nghĩa là số tiền thưởng mà chú Dương Văn Gấm sẽ nhận được đó là 7.200.000 đồng. Dạ thì hồi nãy như đã nói, con hứa là con làm chương trình gửi chú 7.2 triệu ha. Con gửi chú 14.400.000. Rồi con lên dành chung chú cho chú. Rồi cô chú mỗi người có một chiếc xe, cô đi bán, còn chú có thể chở được ha. Giờ con gửi cho cô chú. Cảm ơn chú thầy.
làm mình vật vã ở thành phố. Kiếm người đông thì cắt gì lo cho em. Có tiền anh gửi về quê cứu cho em, nó nghèo khổ bệnh hoạn dưới. Chúc mừng ba người chơi còn lại và chúng ta sẽ cùng chờ đón họ xuất hiện ở vòng thi thứ hai được mang tên Chinh Phục. Chúng ta đang cùng nhau đến với vòng thứ hai được mang tên Chinh Phục. Ở vòng này thì ba người chơi của chúng ta họ sẽ phải bấm vào chiếc nút kia để chọn ra một bài hát bất kỳ trong danh sách nhạc mà chương trình đã chuẩn bị sẵn. Và ở vòng này thì hệ thống máy cũng sẽ vẫn chấm điểm tự động. Kết thúc vòng thi này, số điểm của vòng 1 sẽ được cộng dồn với số điểm của vòng 2 nhân với con số 100.000 và chúng ta sẽ biết được phần thưởng mà họ mang về sẽ là bao nhiêu. Đầu tiên thì con xin mời chú Lý Văn Phước hãy cùng bấm nút để chọn ra bài hát mà chú sẽ thể hiện ạ. Có vừa lòng chú không chú? Ráng vừa lòng. Không vừa cũng phải ráng cho vừa không chú? Bây giờ thì xin mời bạn Nhất Thành. Bài này phải nhạc rock hả hả Thành? Phải không? Cũng có từng nghe rồi mà không có để ý. Thì bây giờ đúng như tựa bài hát đó. Thế thôi. Chú Quốc Thái ạ. Ô đêm đông. Đêm đông. Vô chú không chú? Vậy là yên tâm rồi. Chúc ba người chơi của chúng ta sẽ thể hiện thật tốt ở trong vòng thi thứ hai này. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục từ chú Lý Văn Phước. Thôi rồi ta đã xa nhau. Kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng, anh đường anh, em đường anh, yêu thương xưa chỉ còn ngắm thương. Em đành quên cả sao em, kỷ niệm xưa xanh như biển lớn. Chỉ nữa đâu em.
những nụ cười bé nhỏ, có những tình yêu bé nhỏ, có những dài khờ thế thôi. Có những con đường bé nhỏ, có những lần hẹn nơi đó thế thôi. Mưa rơi góc phố, mưa rơi ướt tóc em rồi. Anh sao xuyên cơn mưa như rơi cố ý, cơn mưa cho ta đứng bên nhau. Ô nhớ thế thôi, bờ môi lại sát bên nhau nhé, và ta lại nắm tay nhau, và ta lại bước chung đường, và ta bên nhau mãi thế thôi. Tình yêu nhỏ bé đến như thế, vậy sẽ mãi yêu em, sẽ mãi bên em, sẽ mãi giữ em bên anh không thể mất em. Chưa đi màn đêm rơi xuống, đâu đấy buông lưng là tiếng chuông, đôi cánh chim bâng khuâng rã rời, cô mây xa về ngang lưng trời. Thời gian như ngừng trong tê tái, cây chút lá cuốn theo chiều mây, mưa răng mát nhớ nhung tiêu điều, sương thướt tha bay ôi điều hiu. Đêm đâu xa trong cô hương buồn lòng chinh phu, đêm đâu bên sông ngân ngơ kia ai mong chờ, đêm đâu ta lên bước chân phong trần tha phương, có ai tình cô lữ đêm đông không nhà, có ai thâu tình cô lữ đêm đông không nhà. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với điểm số mà ba người chơi sẽ đạt được trong vòng thi thứ hai này. Hệ thống máy chấm điểm sẽ cho chúng ta biết. Bạn Nhất Thành đang giữ số điểm thấp hơn so với chú Văn Phước và chú Quốc Thái. Cộng với số điểm của vòng 1 mà bạn đã đạt được, tổng điểm của bạn là 148 điểm, tương đương với phần thưởng mà bạn sẽ nhận về là 14.800.000 đồng. Và
Và đây là phần thưởng dành cho Thành. Anh đứng đây và hát lên để tiếp sức sống. Ước mơ của Hào là được trở thành một nhạc công đánh trống chuyên nghiệp. Và Hào muốn được đứng ở sân khấu lớn để có thể biểu diễn cho mọi người xem về tài năng của mình. Hào muốn nhắn là ba và mẹ về với cái gia đình nhỏ này để xây dựng lại cái tình thương ở gia đình này. Chị hy vọng rằng qua chương trình này ba mẹ có thể xem, có biết được cái nguyện vọng của em và hy vọng sẽ có một phép màu đó nha. Cố lên nha. Như vậy là chúng ta đã biết được hai người chơi còn lại là chú Lý Văn Phước và chú Quốc Thái. Hãy cùng chào đón họ đến với vòng thi thứ ba được mang tên Tỏa Sáng. Ở vòng thi thứ ba này, hai người chơi của chúng ta sẽ phải thể hiện như những ca sĩ chuyên nghiệp. 60 sẽ là số điểm tối đa mà ban giám khảo dành tặng cho hai người chơi của chúng ta. Và số điểm còn lại sẽ được quyết định bởi 80 vị khán giả đang có mặt tại trường quay. Kết thúc vòng thi thứ ba này, ai giữ số điểm cao hơn sẽ thắng cuộc với phần thưởng trị giá 50 triệu đồng và người còn lại về nhì vẫn nhận được một phần thưởng rất giá trị là 25 triệu đồng. Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng chào đón sự trở lại sân khấu của chú Lý Văn Phước. Cuộc đời phong ba
Em ơi nghe chăng lời trái tim vọng ra, rung trong không gian mặt biển sôi ầm vang. Qua núi biếc chập trùng xa xa, qua áng mây che mờ quê ta, tiếng ca đời đời chung thuế thiết tha. Em có nghe tiếng ca chưa đường hận thù sâu xa, đã biến tình đôi ta thành những mây sao tỏa sáng, vượt băng băng qua đêm tối kia. Bền vững em ơi, giữ lấy trái tim đời sống yêu đời là một bài tình ca của đời lửa ta không thể xóa nhòa. Đời sống yêu đời là một bài tình ca của đôi lứa ta dâng ca. Cảm ơn những ca sĩ Công Ty với chân thành ủng hộ. Cảm ơn các anh chị và các bạn. Con xin mời chú Phước cùng trở lại sân khấu ạ. Con thấy vòng này cái Phước hát tốt nhất, con cảm thấy rất là mừng, thật sự là con quá mừng. Giọng chú thì nó vang mà con hát, mà con chú hát đây mà con nghe nó cứ vang 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 vang. Giọng chú tốt mà có điều là mấy cái thấp á, chú không có hát cái thấp được nhiều. Nhưng mà bài này thì chú hát con thấy có cái sự say đắm ở trong đó. Cái bài này là cái bài rất là hay nữa, nghe cái nhạc không là đã thích rồi. Tôi ta không hay tôi đã nghe cũng giờ, nhưng nàng thế nhiều và thật nhiều. Còn chú Thái thì con hơi tiếc chú bị chậm, đúng rồi, không có vô nhịp đúng. Còn ngoài ra thì chú quá hoàn hảo rồi. Chất giọng của chú và cách hát của chú, con biết chú sinh hoạt hội đoàn, chú hát theo kiểu tự do, cho nên là chú theo một cái khuôn khổ chú sẽ không hát được. Chú là phải một cây đờn piano rải theo để chú hát thoải mái. Vâng đó lại. Nhưng mà chị có đồng ý không là đáp cánh an toàn? Thì đấy đó. Ta nói là đi vòng vòng cuối cùng trở về La Mã được là hay đó. Rồi. Nói chung là hai chú trong cái vòng này hát thực sự là rất là hay luôn á. Đúng là vòng tỏa sáng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với số điểm dành cho chú Lý Văn Phước và chú Quốc Thái. Em xin mời chị Cẩm Ly sẽ cho điểm trước. Giọng của chú Phước thì không có gì phải bàn cãi. Chú thì cũng vậy, cũng giọng hát chú cũng tốt. Nhưng mà nhiều khi trong cuộc thi mình đã bị mà va vấp thì mình phải bị trừ điểm nha chú. Điểm số 20 điểm dành cho chú Lý Văn Phước, 19 điểm dành cho chú Quốc Thái. Giám khảo Trưởng Thành. Dạ. Chú cũng hiểu mà. Chúng ta cũng chạy một quãng khá xa. Dù cho cái gì đi nữa thì coi tính công bằng chứ hả? 19 điểm dành cho chú Lý Văn Phước, 18 điểm dành cho chú Quốc Thái từ giám khảo Trấn Thành. Cuối cùng sẽ là phần chấm điểm của giám khảo Harry Won. Chú Phước thì còn rất là thích tiết mục của chú lần này. Còn chú Quốc Thái thì thật sự thì cũng có một chút sai lầm. Nhưng mà những cái giọng của chú có thể che hết, nên con đưa chú 20 điểm luôn. Điểm số 20 điểm dành cho chú Lý Văn Phước và chú Quốc Thái. Hiện nay số điểm của chú Quốc Thái là 57 điểm và số điểm của chú Văn Phước là 59 điểm. Đây chưa phải là số điểm cuối cùng. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi phần chấm điểm từ 80 vị khán giả đang có mặt tại trường quay. Và 30 giây bắt đầu. Số điểm đang
thay đổi rồi ạ. Đồng hồ cũng đang đếm ngược. Mười giây cuối cùng. Ê. Thời gian đã hết. Lực bình chọn của khán giả có mặt tại trường quay ngang nhau. Điểm tổng cuối cùng của chú Quốc Thái là 97 điểm và chú Lý Văn Phước là 99 điểm. Và điều đó cũng có nghĩa rằng là chú Quốc Thái sẽ nhận được giải nhì của chương trình trị giá 25 triệu đồng. Con xin được chúc mừng chú Lý Văn Phước có giải thưởng 50 triệu đồng ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta đã có kết quả cuối cùng và thực sự đây là những kết quả rất là xứng đáng dành cho sự nỗ lực của người chơi. Chú cũng không ngờ là chú được cái giải gì, chú không ngờ luôn. Thì được vậy, chú rất là mừng để có một cái số tiền đó để cho giúp đỡ cho cô dân trong cái lúc hoàn cảnh đang khó khăn. Ước mơ là tặng càng nhiều càng tốt để cho bé Hòa. Tại mỗi ngày cha mẹ có nhiều khi một ngày kiếm được 50 ngàn, 100 ngàn thôi. Mà cái tiền thuốc là rất là nhiều. Thì hôm nay về mình sẽ báo cho nó là sẽ được cái số tiền này cho cháu nó mừng. Đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ thì chương trình mang đến một thông điệp: nếu như bạn không tin vào lòng tốt thì hãy đến đây. Đàn lòng gà trong nuôi con, sao em nỡ bỏ con cho đàn. Và sao không là gió là mây để thấy trời bao la. Những năm tháng xa rời bạn bè, em cảm được cái phong vị của nó nên em hát ra chất. Em ngưỡng mộ. Trường hợp của anh Nghị là một trường hợp mà phải nói lần đầu tiên trong đời Lý mới thấy. Để giúp đỡ thêm cho những người chơi của chương trình, mọi đóng góp của quý vị khán giả xem đài vui lòng gửi về Quỹ Chung Một Tấm Lòng, Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh, số tài khoản 116-0000-90648, Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh 7 Thành phố Hồ Chí Minh. Và quý vị hãy nhớ ghi rõ tên của người mà quý vị muốn giúp đỡ. Và xin cảm ơn quý vị vì quý vị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình. Chúng tôi mong rằng là mỗi giờ phát sóng quen thuộc thì sẽ lại được gặp quý vị khán giả vào lúc 20:30 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện với sự đồng hành của Tôn Đông Á. Cảm ơn quý vị, chúc mừng hai người chơi. Xin chào và hẹn gặp lại. Những giấc mơ xanh trong đêm mộng lành vẫn hay về qua. Hát lên tiếng hát yêu thương cho đôi chân bình yên cất bước. Hát lên hát mãi ước mơ trong ta từng giờ trái. Chuyện tình.